Máy bắn cá luôn là trò thu hút trong các khu vui chơi giải trí. Nhiều chủ sở hữu tiết lộ rằng kinh doanh máy bắn cá là một hình thức hốt bạc khủng 2023. Nhưng liệu hình thức đặc biệt này có những yêu cầu gì với chủ kinh doanh hay không? Cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Năm 2023 có nên kinh doanh máy bắn cá không? Nếu hỏi mặt hàng nào có thể đem lại lợi nhuận khủng cho chủ kinh doanh hoặc tối thiểu nhất là không bao giờ lỗ vốn. Câu trả lời của nhiều giới chủ chính là hình thức kinh doanh vui chơi giải trí như máy bắn cá mang đến lợi nhuận nhanh và tốt nhất. Năm 2023 liệu có thích hợp để cho kinh doanh các dòng máy bắn cá? Thực tế, máy bắn cá hiện đang là trò chơi được yêu thích và săn đón nhất trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, con số này cũng không ít hơn vài chục triệu người, không giới hạn độ tuổi hay giới tính. Loại hình đặc biệt này hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật, tiệm game bắn cá là một hình thức kinh doanh đặc biệt. Theo luật thì chủ cơ sở cần phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh và trải qua nhiều cấp xét duyệt với thủ tục mới có thể được phép công khai và minh bạch hoạt động. Trend mở tiệm game bắn cá xuất hiện từ khi nào? Hiện tại nguồn gốc của máy bắn cá vẫn còn có nhiều tranh cãi. Theo ghi nhận chính thống nhất thì trò chơi này xuất hiện từ cuối thế kỷ 16 với hình thức chủ yếu dựa vào cơ học, có thể nói là khá thô sơ. Bên cạnh đó có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc chính là đất nước cho ra đời chiếc máy bắn cá đầu tiên. Đến những năm 2000, game bắn cá mới bắt đầu có bước chuyển mình với sự hiện đại và hấp dẫn hơn trên cơ sở công nghệ kỹ thuật mới. Hiện tại, trò chơi này đã phổ biến trên thế giới và được các bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Thậm chí việc tích hợp bắn cá vào các khu vui chơi, giải trí hay trên các thiết bị công nghệ luôn được sự đón nhận nồng nhiệt. Trong các casino thì đây cũng là trò chơi được các cược thủ cực kỳ chuộng. Chiếc máy bắn cá đầu tiên du nhập vào Việt Nam là vào năm 2013. Lúc đó trò chơi này chủ yếu xuất hiện trong các khu vui chơi tại siêu thị. Mãi cho đến cuối năm 2018, kinh doanh máy bắn cá mới bắt đầu thịnh hành và lên ngôi ở Việt Nam, và 2022 đang là thời kỳ hoàng kim của loại hình này. Kinh doanh game bắn cá cần vốn nhiều không? Đến với một lĩnh vực mới mẻ, đặc biệt là kinh doanh loại hình giải trí, mối quan tâm đầu tiên của nhiều người vẫn là cần bao nhiêu vốn. Có cần đầu tư nhiều tiền không? Trong tầm khoảng bao nhiêu đổ lại là vừa? Tìm hiểu thị trường, bạn sẽ nhận thấy không cần phải đặt quá dày vốn vào hình thức kinh doanh này. Một máy bắn cá thường có mức vốn dao động từ 20 triệu đến 50 triệu. Tất nhiên, máy cho càng nhiều người chơi, càng hiện đại với hiệu ứng âm thanh càng đỉnh thì giá cả sẽ cao hơn. Ngoài ra thì một điều cần quan tâm nữa khi mở tiệm game bắn cá là mặt bằng. Kho bãi, tiền thuê nhân viên bảo vệ, tiền các cơ sở vật chất đi kèm. Tất cả đều cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo có lợi nhuận. Biên lợi nhuận mở tiệm game máy bắn cá. Nguyên nhân mà hình thức này hot chính là khoản lợi nhuận khổng lồ mà chúng mang lại. Thường kỹ thuật bắn cá sẽ chính là phần quyết định bạn sẽ nhận được phần thưởng là bao nhiêu, nhưng muốn có kỹ thuật tốt, thời gian luyện tập là không ít. Các bạn cứ tính đơn giản, một người chơi sẽ nộp tối thiểu 50.000 Việt Nam đồng để nhận 500 điểm bắn cá. Nếu là tay mơ, 500 điểm này có thể sẽ bị đốt sạch chỉ ngắn ngủi sau 15 đến 30 phút. Chỉ cần một người chơi chi 50.000 và trừ đi các phần khách thắng, vốn mặt bằng, nhân viên, con số lợi nhuận mang về là cực khủng. Càng đông khách thì lợi nhuận lại càng tăng lên. Có thể nói mạnh miệng là chỉ lời chứ không bao giờ lỗ, thậm chí lên tới con số cả trăm triệu tháng cho một bàn. Kinh doanh máy bắn cá cần thủ tục gì? 1. GPDK kinh doanh máy bắn cá hợp lệ. 2. Đảm bảo và chấp hành đúng những quy định dành riêng cho kinh doanh game giải trí điện tử. 3. Hóa đơn, chứng từ đầy đủ hợp quy cách với các máy bắn cá mà chủ tiệm sở hữu. Những quy định và điều kiện kinh doanh máy game bắn cá. Ngoài giấy tờ thủ tục cần đảm bảo thì mở tiệm kinh doanh game bắn cá, chủ tiệm còn cần đảm bảo đúng các quy định và điều kiện cụ thể theo khoản 2 điều 35 Nghị định 72/2013 NĐ-CP như sau. 1. Đăng ký kinh doanh cần ghi rõ là điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. 2. Có khoảng cách tối thiểu từ cơ sở kinh doanh đến các điểm như trường học các cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nội trú, bán trú ít nhất 200m. 3. Biển hiệu ghi rõ điểm vui chơi giải trí cung cấp trò chơi điện tử công cộng, ghi rõ tên điểm kinh doanh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh, tên đại lý Internet nào, nếu có, phải ghi tên doanh nghiệp cùng địa chỉ cụ thể. 4. Tổng diện tích của mặt bằng kinh doanh nếu thuộc khu đô thị loại Y, loại 2, loại 3 là 50m², thuộc khu đô thị loại 4, V là 40m² và các khu vực khác tối thiểu là 30m². Đảm bảo diện tích, độ chiếu sáng. 6. Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. 7. Đủ điều kiện kinh doanh, có giấy tờ chứng nhận.
các bước làm giấy phép đăng ký cơ sở kinh doanh game máy bắn cá. Giấy phép kinh doanh là cái cần chuẩn bị đầu tiên cho một tiệm kinh doanh hợp pháp và an toàn. Chủ tiệm sẽ cần 3 bước sau để làm giấy phép đăng ký kinh doanh tiệm bắn cá. Bước 1. Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh cơ sở game bắn cá, có thể liên hệ tại phòng thông tin và truyền thông để được hướng dẫn chi tiết. Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền hoặc Ủy ban Nhân dân cơ sở. Bước 3. Trong khoảng 7-10 ngày hồ sơ sẽ được thụ ý và có kết quả. Nếu không được cấp phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm trả lời tại sao không đồng ý hay yêu cầu bổ sung thêm những gì. Như thế nào được gọi một cơ sở hợp pháp? Một cơ sở kinh doanh điểm máy game bắn cá hợp pháp cần phải đáp ứng đầy đủ đúng theo quy định pháp luật về một điểm kinh doanh trò chơi điện tử hợp pháp. Nói đơn giản, điểm kinh doanh cần đủ các loại giấy tờ và yêu cầu sau. Đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu và còn hiệu lực pháp lý. Không quy đổi điểm số bắn cá thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị cao. Nếu vi phạm điểm này sẽ lập tức khép vào khung tội tổ chức đánh bạc. Chứng minh được nguồn gốc máy game. Đảm bảo yêu cầu về diện tích, ánh sáng, địa điểm và an toàn cháy nổ. 2. Xử phạt địa điểm kinh doanh máy bắn cá không rõ nguồn gốc. Những điểm kinh doanh không rõ nguồn gốc, không đúng theo quy định chắc chắn sẽ phải chịu phạt theo quy định của pháp luật và dưới đây là những mức phạt sẽ được áp dụng. A. Phạt hành chính. Bạn sẽ phải nộp phạt cho kho bạc nhà nước nếu vi phạm và mức tiền như sau. Nếu thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ, thiết bị nhập lậu mà chủ tiệm không xuất trình được hóa đơn mua hàng có nguồn gốc sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 30 triệu đồng. Máy móc thiết bị càng có giá trị cao càng phạt nặng. Phạt từ 7 triệu đến 40 triệu nếu thiếu giấy tờ theo định hay giấy phép kinh doanh quá thời gian hiệu lực. Phạt bổ sung. Ngoài phạt hành chính, người kinh doanh còn chịu phạt bổ sung như sau. Tịch thu và tiêu hủy toàn bộ trang thiết bị không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ các hành vi kinh doanh máy bắn cá bất hợp pháp đều phải nộp bổ sung công quỹ. Phạt khắc phục hậu quả. Ngoài việc phạt hành chính theo khung quy định của pháp luật, tuy nhiên, công ty thiết kế khu vui chơi Hồng Loan Game Center khuyến nghị bạn nên tìm hiểu đúng luật để tránh mắc lỗi không đáng có nhé.